Chỉ từ 38 đến 39 triệu cho mẫu xe Honda Civic với hai phiên bản. Các bạn không nghe nhầm đâu các bạn nha. Hiện tại giá bán đang ở xe máy Lai Châu với địa chỉ ở đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Sau đây mình sẽ review cụ thể chi tiết về mẫu xe cũng như báo giá trong thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Tôn Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Ngày hôm nay Tôn Nam có mượn ra đây một chiếc xe Honda Winner X phiên bản đường đua HRC để gửi tới các bạn cùng tham khảo cũng như review đôi chút. Sau đó sẽ tiến vào bên trong đại lý để có thể gửi tới các bạn giá bán rất chi tiết cụ thể của đầy đủ các phiên bản khác nhau trên mẫu xe Honda Civic này trong thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10 của năm 2022. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới mẫu xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Thông tin vui các bạn là hiện tại giá bán của mẫu xe đã rất là tốt rồi, hạ giá khá nhiều, đặc biệt là phiên bản có trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS ở đây. Như phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là phiên bản đường đua HRC, hiện nay đang được bán tại xe máy Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu với giá bán chỉ 39 triệu các bạn nha. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Đăng ký thì các bạn có thể lưu ý cho mình, ở huyện các bạn mất thêm vào khoảng tầm 1 triệu rưỡi, còn ở thành phố, ví dụ thành phố Lai Châu ở mình thì các bạn mất thêm vào khoảng tầm 3 triệu 6 cho mẫu xe Honda Civic ở đây. Các bạn có thể nhìn ngang xe một chút cho mình. Mình sẽ lướt qua để các bạn có thể nhìn ngắm phiên bản đường đua HRC này. Hệ thống đèn pha này, phía dưới này, mão đầu đèn phía trên được làm rất trau chuốt và đẹp trên mẫu xe Honda Civic phiên bản thế hệ mới V3 ở đây. Những cái tạo hình mới mẻ hơn rất nhiều các bạn nha. Honda rất biết lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng Việt Nam chúng ta để đáp ứng lại trên cái mẫu xe Honda Civic. Từ hệ thống đèn xi nhan đến dàn nhựa của xe này, xi nhan thì thừa nãy được đưa vào. Dàn nhựa thì trước lỏng lẻo, nay đã chắc chắn hơn rất nhiều. Cùng với đó trang bị thêm này, cái hệ thống ví dụ như là chìa khóa thông minh, cổng sạc này để các bạn có thể có cho mình. Đặc biệt là các bạn có thể theo dõi phần mão, phần cái mỏ cầy trên mẫu xe trên phiên bản HRC làm rất đẹp các bạn nha. Đặc biệt hơn nữa là tiếp tục trên những phiên bản cao cấp, Honda lại trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Các bạn có thể nhìn từ phần đầu xe đến đuôi xe này, những cái tạo hình mới mẻ rất đẹp luôn. Góc cạnh tuy nhiên ý, cũng đã được thu dọn lại ở phần phía hai bên hông xe phía sau cũng như đèn hậu phía sau của xe để tạo ra cảm giác nó chắc chắn hơn ở phần dàn nhựa hai bên hông xe. Trước đây khá lỏng lẻo, nay được ôm lại rồi để tạo cảm giác chắc chắn vững chãi khi các bạn lưu thông trên đường các bạn nha. Các bạn có thể nhìn cận cảnh chi tiết các cái góc độ, mình quay qua để các bạn có thể nhìn ngắm và tham khảo. Ở góc độ này ở phía đuôi xe được vuốt nhọn lên cao này, hai cái càng nắm xe các bạn nhìn này như hai cái sừng trâu các bạn nha. Cũng khá là chắc chắn, nhiều bạn cũng rất thích ở cái điểm này, có thể để được khá nhiều các cái đồ khi các bạn đi chợ đi búa với cái mẫu xe Honda Civic ở đây. Hệ thống lốp phía sau to bản cùng với xích có phớt cao su. Ngang xe phía bên đây đây, với khối động cơ DOHC 150cc sản sinh ra công suất vào khoảng tầm 15,6 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng trên phút là một mức cũng khá là ok với mẫu xe côn tay Underborn ở phân khúc 150 khối rồi, sẵn sàng để có thể cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Với mẫu xe này, hiện tại các đối thủ chưa có hệ thống phanh ABS thì mẫu xe Honda Civic từ năm 2019 trở lại đây, khi mới ra mắt mẫu xe phiên bản mới đã có hệ thống phanh chống bó cứng ABS nha. Một điểm đáng giá, an toàn và tiện ích trên mẫu xe. Các bạn có thể nhìn ngắm ở các góc độ. Và ngày hôm nay mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Lai Châu. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe có đầy đủ các màu sắc và phiên bản khác nhau để các bạn có thể thoải mái lựa chọn hoặc thông qua số điện thoại của đại lý các bạn nha. Với số điện thoại 0969188283 sẽ được anh Thứ của xe máy Lai Châu tư vấn cụ thể gửi tới các bạn. Hiện tại mẫu xe cũng được áp dụng chương trình trả góp. Từ giờ đến 30 tháng 9 thì chương trình tặng quà, điện thoại và loa sẽ kết thúc các bạn nha. Lưu ý lên mua ở thời điểm này. Tiếp đến mình tiến vào bên trong đại lý để các bạn có thể theo dõi ở đây. Với đầy đủ các màu sắc khác nhau từ những phiên bản cao cấp này đến các phiên bản tiêu chuẩn phanh thường cũng có luôn. HRC thì vô vàn, các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm này. Hiện tại phiên bản V2 đã hết hàng rồi các bạn nha. Trước đây còn 4-5 chiếc, nay đã hết hàng rồi, không còn một chiếc nào nữa luôn. Nhiều anh em vẫn thích phiên bản V2. Đấy là một cái điều rất ngạc nhiên khi mẫu xe Civic này V3 để ra đời. Dù biết rằng giá bán cũng tương đương nhau, không chênh lệch nhau quá nhiều, đâu đó chỉ cầm 500.000 đồng thôi. Phiên bản tiêu chuẩn phanh thường,
giá bán hiện tại chỉ 38 triệu trong thời điểm này. Đăng ký ở huyện là 1 triệu rưỡi, đăng ký ở thành phố là 3 triệu 630 nghìn, rất cụ thể như vậy. Tiếp đến là các phiên bản cao cấp có trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS, ngàm phanh Nissin được sơn vàng này. Đây là những phiên bản màu nhám như đỏ nhám, bạc nhám và đen nhám. Đây là hai màu đen nhám, bạc nhám, các bạn có thể theo dõi. Giá bán 39 triệu tương đương với màu sắc HRC. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh luôn. Mình quay khá chậm và chi tiết để các bạn có thể nhìn ngắm các phiên bản khác nhau các bạn nha. Mẫu nào cũng có và đầy đủ. Các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình luôn. Đây có một phiên bản màu đỏ đen tiêu chuẩn phanh thường 38 triệu. Một mức giá bán mình nghĩ là không còn tốt hơn được nữa đâu. Không còn tốt hơn được nữa đâu. Vì chắc chắn từ giờ tới cuối năm là thời điểm rất nhiều những mẫu xe ra mắt và Winix chắc chắn cũng sẽ ra mắt những cái màu sắc mới. Nên giá bán của nó sẽ đẩy lên chứ không bao giờ xuống còn 38, 39 như lúc này nữa. Nên mình nghĩ các bạn nên mua ở thời điểm hiện tại. Mình là một khách hàng thôi, không phải là nhân viên hay là quản lý của đại lý. Nên mình cứ khuyên các bạn, lúc nào tốt các bạn nên mua thì các bạn hãy lên mua mẫu xe này. Còn vài ngày nữa là chương trình tặng quà khuyến mại điện thoại hoặc loa JBL trị giá 4 triệu sẽ kết thúc. Các bạn nên nhanh chóng để có cho mình những cái sự lựa chọn đó. Giá bán đã tốt rồi, lại còn được tặng thêm quà giá trị nữa, thì còn gì bằng nữa với mẫu xe Honda Click ở đây. Rất đẹp không các bạn, rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Một mẫu xe phải nói là gần như có thể tiếp cận được mọi đối tượng khách hàng trong thời điểm này để có thể sử dụng cho mình một dòng xe côn tay Underbond ở phân khúc 150 phân khối. Nhiều bạn hỏi mình có nên lựa chọn hay không thì như phần đầu video Tô Nam cũng đã nói rồi. Với mức giá bán 38, 39 triệu tại xe máy Lai Châu các bạn nha. Mình vẫn nói các bạn ấy, tại xe máy Lai Châu giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Đăng ký mình cũng đã nói rất rõ, các bạn cộng thêm hộ khẩu ở huyện cộng thêm 1,6 triệu, hộ khẩu ở thành phố các bạn cộng thêm 3,630 triệu với mẫu xe Honda Click này. Một mức giá bán phải nói là không tưởng ở thời điểm hiện tại, quá rẻ luôn. Quá rẻ để có cho mình một mẫu xe côn tay Underbond với đầy đủ các cái tiêu chí từ an toàn đến tiện ích và trang bị hấp dẫn. Rất là ok phải không các bạn? Màu sắc cũng cực kỳ trẻ trung phong cách. Với những bạn nào ấy thích những cái màu sắc phù hợp với lứa tuổi, rồi phù hợp với phong thủy của mình, các bạn vẫn có thể lựa chọn với đầy đủ các cái màu sắc đơn giản, đơn thuần và cơ bản trên mẫu xe. Nó không màu mè quá nhiều, không thể thao quá nhiều giống như dòng xe Exciter. Tuy nhiên ấy, mọi đối tượng có thể sử dụng được mẫu xe này các bạn nha. Giới trẻ đi được, giới trung niên cũng có thể đi được, thậm chí các bạn nữ vẫn có thể điều khiển mẫu xe này một cách vô tư. Và đó là một số những thông tin ngày hôm nay tôi đang muốn chia sẻ gửi đến các bạn thông qua video này về mẫu xe Honda Click ở đây. Rồi, các video này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ tôi Nam các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.